Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn qua anh em tất cả anh em tham gia một chương trình này góp nhận 40 đô tập cần có cái hiệu là QEW như bạn. Để tham gia hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video của mình, mở Telegram bấm start. Sau khi bấm start xong thì các bạn click tiếp trang nha bạn. Các bạn chọn hình giống cái này nha bạn. Cái nấm. Rồi sau khi rồi các bạn nó ra 6 cái tab. Don không lách và còn đấm don nó ra 6 cái tách, các bạn làm từng nhiệm vụ một nha bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào kênh group kênh trailer nè các bạn, rồi bấm don nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow Instagram nè, rồi bấm don nha bạn. Rồi các bạn like và comment Instagram, rồi bấm don nha bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ center. Rồi các bạn gỡ cái username Instagram của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì cái tách Facebook thì các bạn vào follow Facebook nha các bạn. Sau khi bạn follow Facebook xong thì các bạn nhớ comment với hashtag này các bạn. Copy hashtag này bình luận cho nó các bạn. Sau khi bình luận xong thì bấm don, các bạn gỡ lên đường link profile Facebook. Hiện tại cái đường link là https này nó sạc. M này là đường link này sai nha các bạn. Các bạn gì copy đường link này nè các bạn. Các bạn sửa cho M thành là bkep nha các bạn. Mà nói như là các bạn hiểu nha các bạn. Complete Facebook xong rồi tới gì ta? Tới get it nè các bạn. Thì các bạn làm từ nhiệm vụ một như mình như thế các bạn. Rồi bạn follow get it nè. Reddit thì các bạn follow nha tất cả các bạn. Rồi sau khi follow các bạn bắt đáp lời nha các bạn. Sau khi bạn follow Reddit xong bấm don nè các bạn. Apply bot. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng copy hashtag này các bạn. Apply comment bot. Rồi các bạn nhấp vào Reddit nha các bạn. Các bạn comment hashtag đấy các bạn. Comment thì các bạn bấm vào một level add comment này các bạn. Bình luận mùa này quá. Chụp 38k này các bạn. Đâu ta sao không ăn ta. Rồi các bạn dán hashtag cái link comment này các bạn. Rồi bấm add comment này các bạn. Add comment này. Rồi bấm add này các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn đâu bên nào ta. Các bạn đầu tiên dự án nữa các bạn. Đây là các bạn này ta. Rồi các bạn cũng tiếp tục nhấp vào mũi tên đi lên nè các bạn. Các bạn comment là được các bạn. Khỏi post đi các bạn. Khỏi chia sẻ bài viết của nó không phát hiện được các bạn. Rồi bấm done các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ lại một cái đường link này. Đường link edit của tất cả các bạn nha các bạn. Để mình qua Zalo mình lấy. Mình đã có cái video hướng dẫn các bạn lấy tất cả các trang mạng xã hội các bạn. Reddit nè, minimum. Phong phan các bạn đừng tìm Reddit nè. Rồi bấm đập lại. Mình gửi cho bot nè. Tiếp tục thì LiquiWin các bạn nhấp vào LiquiWin các bạn. Có 6 cái tách các bạn làm sao. Các bạn follow LiquiWin nè. Rồi bấm don. Có 6 cái tách làm 6 cái tách là xong nha các bạn. LiquiWin thì các bạn follow nữa các bạn. Follow win rồi. Các bạn bấm đáp lại các bạn. Bấm don. Like và comment nhắc tách này nữa ta ơi. Copy. Con này nó chơi ngặt quá. Rồi LiquiWin thì các bạn like nè các bạn. Các bạn comment nè. Dán vào bot. Tiếp tục sell cái nữa. Bắt cái tát vào nữa các bạn. Rồi các bạn bot cái nữa. Rồi các bạn mới bắt up lại. Mà bấm done.
tiếp tục còn subscribe YouTube nữa nè. Dù subscribe xem link ơi, tiếp tục nghe đường link Liquid của mình các bạn. Và mình copy link Liquid của mình các bạn. Bạn nào không biết lấy được những đường link trang mạng xã hội thì mình có cái video hướng dẫn các bạn lấy cho tất cả các trang mạng xã hội dưới video phần link mô tả video mình nha các bạn. Và bạn gỡ nữa các bạn. Tết ba. Và các bạn gì? Bkp Liquid.com username đúng rồi mà. HTT. Để mình gửi lại cái đường link Liquid của mình các bạn. Sao không được ta? Nó cũng HTT kép. Để mình gửi đường link vào file Liquid cho các bạn. Bỏ chữ này đi. Chứ không được. Không được cũng kiếm cách cho được nữa. À, tiếp các bạn bỏ chữ quạt nha các bạn. Các bạn điền là username thôi nghe tới các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào send ETH. Rồi tiếp tục bạn gửi địa chỉ ETH trên dưới chocolate các bạn. Các bạn hãy kêu gỡ đường link để mà hãy điền username kêu. Rồi các bạn tao phải các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH các bạn. Rồi các bạn sao chép lại địa chỉ ETH mình lên. Rồi bạn bắt cho đây nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục bạn bấm vào ghép link. Ghép for link thì các bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tất cả người ta các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 40 đô tốc căng Wii đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.